Xin chào các bạn, mình là Tâm, là nhân viên của shop Phùng Võ Thuật. Hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn các bạn về cách lắp khung bao cáp, khung treo xe đơn tại nhà để gắn bao cáp. Thì ở đây chúng ta có tất cả các cái vật dụng cần thiết để lắp cái bao cáp. Thứ nhất, quan trọng nhất đó là cái xà đơn và hai cái khung. Cái khung này là khung bằng cáp hộp dày, rất là dày, dày khoảng 2 ly. Ở đây là các vật dụng khác. Thứ nhất, quan trọng nhất là cái tắc cơ, khoảng từ 12 đến 16 con tắc cơ. Ở đây thì mình dùng con tắc cơ sắt 10. Tắc cơ sắt 10 nó rất là lớn và chắc. Thì cái cà lơ dùng tắc cơ sắt 10 là cà lơ 17. Rồi thứ hai đó là hai con ốc 8 dài khoảng 10 đến 11 phân để gắn vào cái phần, để gắn nối giữa cái xà đơn và hai cái khung. Ngoài ra thì ta còn hai con ốc này, hai ốc dài này, để trường hợp cần gắn cái xà đơn mà nó đi xuyên qua tường. Và một cái máy khoan với một cái mũi khoan chính. Rồi, một cái búa và một cái cà lơ 13 để dặn dạng ốc này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái tuần tự để lắp cái khung bao cát. Ở đây là chúng ta có một cái khung đã lắp sẵn. Mình sẽ giới thiệu các bạn về các cái bước để lắp làm sao cho nó chính xác. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ ướm cái khung vào ở cái vị trí mà ta muốn gắn. Rồi sau đó chúng ta sẽ đánh dấu hai vị trí, hai con ốc trên này, hai con ốc trên này là quan trọng nhất. Chúng ta sẽ khoan và đóng con tắc cơ vào và chúng ta siết vừa phải. Sau đó chúng ta sẽ tháo hai con ốc này ra để chúng ta gắn cái khung vào cố định bằng hai ốc trên này, và chúng ta tiếp tục ta khoan ở những cái lỗ còn lại, và chúng ta tiếp tục đóng tắc cơ vào để mà chúng ta siết và gắn khung này vào. Và tiếp theo, cái bước thứ hai là khi gắn khung này cố định, ta sẽ gắn cái xà đơn này và siết ốc lỏng. Rồi tiếp tục gắn cái khung thứ hai vào cái xà đơn, siết ốc lỏng. Rồi chúng ta tiếp tục ướm cái khung này lên cái vị trí mà chúng ta muốn gắn một cách tương đối, nó sẽ ngang với cái khung này, và cái khoảng cách là nó sẽ chênh theo cái này. Thì tiếp tục cái bước tương tự như khung bên này, thì chúng ta sẽ gắn được cái